Hello, xin chào tất cả anh em. Xin chào tất cả quý cô bác anh chị đã quay trở lại với kênh Nam Xe Đạp. Cũng đã rất là lâu rồi, thì cũng phải tầm một tuần rồi thì Nam đã không ra video. Thì hôm nay lại có dịp để làm một cái video về xe, giới thiệu xe cho tất cả các bác. Thì hôm nay em sẽ giới thiệu cho các bác một mẫu xe đạp mà trước đây em cũng đã review rồi, nhưng mà cái mẫu này á là cái mẫu cũng là mẫu PT700, nhưng mà nó lại là một cái diện màu mới khá là đẹp. Thì cái mẫu xe này như thế nào thì sau đây thì em sẽ review cho các bác xem thực hư của chiếc xe này như thế nào. Chiếc xe ngày hôm nay mà em muốn giới thiệu cho tất cả quý vị và các bác xem, đó là mẫu xe đạp cung nhôm PT700 mang thương hiệu Papilus. Thì mẫu xe đạp này thì nó nằm trong phân khúc giá rẻ, nó chỉ tầm hơn 3 triệu và dưới 4 triệu một tí. Thì đấy, trong màn hình nhỏ của các bạn, các bác đây đang quan sát thấy đây là mẫu xe đạp cung nhôm đó. Và hiện tại thì mẫu xe đạp này thì đang về bên cửa hàng em có đầy đủ các màu, như là màu màu này là màu xanh xanh ghi, màu trắng đỏ và màu đen vàng, cũng như màu đỏ đen, có 4 màu, và cho các bác thoải mái lựa chọn theo ý thích của mình và theo cái cung mệnh của mình. Thì chiếc xe này thì được nhà sản xuất đó là trang bị một chiếc ki đông ngang tay ngang. Ở đây thì là củ đề, tay bấm lên đề lên xuống đề ở phía sau. Ở bên trái thì là tay bấm xả của rìa lip rìa trước. Được trang bị thêm một đôi tay nắm rất là đẹp và có độ nhám tốt. Ở phía ngoài thì ta có một cái hai cái ốp hai bên tay nắm, giúp cơ tay nắm này không bị trượt ra ngoài khi mình di chuyển, mình đạp xe rất là an toàn. Tay nắm này bằng nhôm, rất là đẹp luôn nhé. Ở phía trên này thì các bác có thể thấy rằng là có in dòng chữ Papilus là thương hiệu của chiếc xe này. Cái xe này thì nó được xuất xứ từ Đài Loan các bác ạ. Khi mua xe thì các bác bên em sẽ tặng thêm cho các bác những cái phụ kiện về xe đạp, như là cái đèn chiếu sáng trước này và một cái đèn chiếu sáng sau màu đỏ như này, một cái bình nước và một cái giá bắt bình nước, và thêm một cái chắn bùn trước và sau. Đấy. Về chất liệu của chiếc xe này á thì chất liệu của chiếc xe này thì được làm bằng chất liệu khung nhôm. Các bác có thể quan sát thấy rằng là chiếc xe này được sơn và phối màu rất là đẹp và tinh tế. Nước sơn của nó đấy các bác nhé. Rất là đẹp luôn. Màu xanh da trời. Và phối hợp với màu ghi. Các bác có thể thấy đây, những cái mối hàn của chiếc xe này khá là đẹp và chắc chắn.
Nó không như các những cái chiếc xe mà khung sắt thì những mối hàn ở đây thì được các thợ thì gia công rất là tỉ mỉ và khá là đẹp. Phuộc của xe thì được làm bằng thép chịu lực nhé. Ở đây thì các bác có thể thấy rằng là hàng xe này được in vào đây cái hình con ngựa, ngựa có cánh biết bay nhé. Lốp xe thì là lốp nhỏ nhưng mà cái loại này nó cũng không không nhỏ quá mà đi là cũng khá là êm. Cái vành này thì nó là vành nhôm kép. Bất cứ xe thể thao nào thì nó cũng đều thiết kế những cái loại vành như thế này. Các bác hết sức yên tâm bởi vì những cái loại vành như thế này thì nó rất là chắc chắn luôn. Chiếc xe này thì được nó là thuộc dạng size vành là 700 x 280 x 28C. Cái loại vành to nhé các bác. Ở đây thì chúng ta có một cụm phanh đĩa, một đĩa và cụm phanh đĩa trước, và phía sau kia là sẽ có một cụm phanh đĩa sau. Dòng chữ Pavilion thì được dán vào vành rất là đẹp luôn. Dây phanh, dây đề trước và đề sau thì được đi âm khung ở phía trong rất là đẹp và thẩm mỹ, rất là gọn gàng luôn các bác nhé. Không như những cái chiếc xe khác nó là đi bên ngoài, mà bên ngoài thì nó rất là rầm rà và nhìn nó không được đẹp, thì cái chiếc xe này thì nó đi âm bên trong thì rất là đẹp và thẩm mỹ. Nam sẽ cho các bác quay tường tận hơn những cái mối hàn trên xe. Những cái góc mối hàn trên xe đều là những cái mối hàn vảy cá và rất là đẹp. Ở phía dưới này là những cái mối hàn ở phía trục giữa. Sử dụng trục bậc đạn nhé. Đôi đĩa Papillus. Bàn đạp MTB thể thao. Dĩa trước 3 tầng và phía sau là lip 7 21 tốc độ và cục đề là cục đề TZ. Đây các bác. Dòng chữ Papilus thì được logo được in rất là nhiều chỗ ở trên xe. Về yên của xe thì rất là đẹp, form dáng thể thao. Nhưng mà nếu như các bác mà hay mà đi đạp đường trường xa thì các bác có thể đổi thêm một cái yên khác vào, hoặc là các bác mua một cái lót 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 yên ấy. Cái lót yên thì nó ngồi nó sẽ êm hơn nhá, thì các bác sẽ đi được đường xa. Thì cái pô tăng này thì được làm bằng chất liệu nhôm rất là đẹp. Lốp thì là lốp nhỏ nhưng mà nó không nhỏ quá, chúng ta có thể phải nói là nó phải bằng tầm kích cỡ là hai hai lòng tay. Cái
xe này thì em đã đi thử rồi, thì cảm nhận đầu tiên của em là nó khá là nhẹ, đạp lướt. Và nếu như đi đường bình thường á thì nó khá là êm. Còn đi vào những cái chỗ sóc thì nó cũng giảm thiểu đi một phần nào đó rất là nhiều. Mẫu xe này bên em thì đang bán với giá là 3,9 triệu. Thì ở khu vực nội thành Hà Nội thì bên em miễn phí ship nhé. Có bình nước luôn các bác nhé, rất là đẹp. Chiếc xe này thì khá là nhẹ luôn các bác ạ. Em có thể cầm nắm nó trong một tay, rất là nhẹ. Ước tính khoảng tầm 10 cân, 12 cân gì đấy. Nếu như mà riêng cái khung này thì khá là nhẹ, còn lắp tất cả phụ kiện vào thì nó rơi vào tầm 12 cân. Nó rất là nhẹ luôn. Thì khi mua xe mà các bác muốn lắp thêm đèn còi á, đèn còi và đèn nháy sau thì các bác có thể inbox cho em và em sẽ lắp thêm cho các bác. Nó cũng rất là rẻ thôi. Em xin nhấn mạnh lại là khi các bác mua cái dòng xe này bên em thì bên em có khuyến mại rất là nhiều. Đó là một cái đôi chắn bùn trước và sau, chắn bùn là lúa. Hai cái đèn phản quang, một cái trước và một cái sau. Và một cái giá bát bình nước và một cái bình nước. Đó. Có rất nhiều cái ưu đãi khuyến mãi cho các bác khi mua xe dòng xe này ở bên em. Thì cửa hàng của em thì ở 420 Hồng Hà, phường Hà Nội. Thì các bác nào mà qua được thì xem xe trực tiếp tại cửa hàng luôn. Còn các bác nào không qua được thì em sẽ gửi ảnh video và hình ảnh những cụ thể để các bác tham khảo. Nếu như các bác thấy chiếc xe này ok thì các bác có thể liên hệ với em theo số điện thoại 0345 519534 để mua xe. Nếu các bác thấy video này hay và bổ ích thì hãy ấn like và ấn đăng ký kênh để ủng hộ em Nam. Và đón xem vào những cái video tiếp theo của em Nam. Và nếu như mà các bác đang quan tâm về vấn đề gì về xe đạp